Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả các bạn một cái sản phẩm mới. Đây là cái sản phẩm mà dành cho, nói chung là các bạn mà dùng để chụp tia, tạo tia khi mà chụp ánh sáng ấy, thì cần quan tâm đến cái sản phẩm này. Và nhất là những cái bạn mà chuyên bán cái đồ trang sức và livestream bán những đồ trang sức ấy, thì các bạn là cần quan tâm đến cái sản phẩm này nhé. Đây là một cái vòng mà mình có đính đá này. Nếu như bình thường mà các bạn dùng cái cam bình thường này, các bạn quay đúng không, thì sẽ không nhìn thấy được cái tia ở trên cái viên đá này, và cái vòng nó nhìn nó cũng không được bắt mắt lắm. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, đấy là cái filter này. Đây là cái kính tạo tia nhé. Trên mặt của nó khắc những cái đường chéo như thế này nhé các bạn. Thì đây là những cái đường mà nó tạo ra những cái tia sáng. Thì bình thường như các bạn nhìn như này là không có tia đúng không? Bây giờ mình sẽ gắn cho các bạn lên một cái kẹp vào mắt cam của điện thoại. Thì đây là cái kính lọc cộng 8 này, star cộng 8 này là 8 tia. Nó sẽ tạo ra 8 tia và cái đường kính của nó là 52mm. Đường kính 52mm này thì đối với các bạn mà kẹp vào các cái máy như là iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max và 14 Pro Max ấy, thì nó sẽ kín luôn cả ba cái cam luôn, các bạn cũng không cần phải căn chỉnh gì nhiều. Đấy, thì bây giờ mình sẽ kẹp vào cho các bạn xem nhé. Trước khi mà các bạn sử dụng thì hãy phải có một cái đèn để chúng ta chiếu thẳng vào đây để cho tạo ra một cái ánh sáng rất là mạnh để nó hắt vào cái phần cái vòng nhé. Đừng cho bật cái ánh sáng này lên. Rồi các bạn nhìn thấy đèn sáng rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ kẹp vào cái phần cam của máy mình này. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nhé, nhìn xem nó có lên tia không nhé. Nó sẽ tạo thành sự nấp nánh. Đây, mình sẽ quay thế nào nữa. Quay thấy không? Đó, nó bắt đầu đã lên cái tia rồi đấy. Đây là cộng 8 nhé các bạn. Cái này nó sẽ lên được tia nhiều ít là do cái góc độ của cái ánh sáng đập vào cái vòng này. Đấy các bạn nhìn này. Khi mà các bạn nhìn thấy người live stream tại sao cái vòng nó nóng nánh như thế, nhìn nó thu hút hơn, nó hấp dẫn hơn đúng không? Đây, hoặc là mình sẽ đổi cái góc đèn đi. Đó, đổi góc đèn đi các bạn nhìn không? Trên các cái viên đá này sẽ thấy các cái tia nhỏ này. Đó. Nếu như mà trong quá trình live stream các bạn di chuyển cái vòng này thì nó sẽ như nào? Nó sẽ tạo ra các cái góc sáng khác nhau của các viên đá này. Tại vì nó không cùng trên mặt phẳng. Thế nên là nó sẽ, đấy các bạn nhìn không? Đấy, tia sáng đúng không? Đó. Đây là phần mà dành cho các bạn mà chuyên chỉ để live stream nhé. Đấy các bạn nhìn thấy nó này không? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái 6 tia này nhé. Bình thường thì nếu như mà các bạn đầu tư một chút thì các bạn lắp cả 6 tia và 8 tia vào nhau, mua hai cái ấy, thì chúng ta lắp vào nhau nó sẽ ok hơn. Rồi, bây giờ mình đã lắp được 8 tia và 6 tia cộng vào nhau rồi. Thì cái phần này nó sẽ lên một cái phản quang, cái tạo tia nhìn cho nó nấp nánh nhiều tia hơn. Đấy các bạn nhìn nha. Đó. Nhìn trông nó ảo hơn. Cái này thì tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem. Nếu như ánh sáng rọi từ trên xuống nhá. Đây các bạn thấy không? Cái vòng nó sẽ nhìn trông nó sẽ rất nhiều góc độ để phát ra cái tia sáng như viên đá. Đó. Đấy, cái này thì bình thường những người là người ta bán đồ trang sức mà người ta live stream, người ta sẽ không nói với các bạn đâu. Tại vì nói với các bạn thì nó sẽ lộ cái bí quyết của người ta ra. Thì mình đã tìm hiểu và tìm kiếm những cái sản phẩm như này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ở đây. Đó. Nếu mà các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này hoặc cần mua cái sản phẩm này thì các bạn bấm vào đường link ở phía dưới, mình sẽ để lại cái đường link ở dưới nhé, hoặc là comment ở bên dưới mình sẽ trả lời cho các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy nó thành cái này thì mình review qua thôi. Các bạn khi các bạn dùng nguồn sáng, các bạn có thể dùng hai nguồn sáng để các bạn live stream, nó sẽ rõ hơn, bán hàng sẽ rất dễ và thuận tiện hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video này nhé.